Trước hết thì cảm ơn anh Trường với lại Hưng đã mời vào cái workshop này, cái rất là vinh dự, bởi vì cái workshop này được tổ chức thì cũng có cơ hội gặp lại một số người, thấy được một số người quen. Thì với anh Trường thì hồi trước thì em có dịp về Sài Gòn thì có gặp anh, cũng có nói chuyện, nhưng mà chưa có may mắn được làm việc chung hay là hợp tác với anh Trường. Còn với Hưng thì đã cũng đã biết Hưng lâu rồi, thì cũng may mắn được hợp tác với Hưng một số bài. Thì trong cái hội nghị này thì cũng thấy có một số người quen mà đã từng gặp hoặc từng hợp tác, ví dụ như là Nam hoặc là Bảo. Rồi bây giờ thì hôm nay thì trong cái bài talk này thì mình sẽ nói về một cái phương trình, một cái bài toán rất là cổ điển, đó là cái bài toán giá trị biên cho cái phương trình elliptic. Thì cái bài toán, cái bài báo cáo của mình thì nó không có, nó thuần về cái thuần về lý thuyết, nó không có nhiều cái, nó không có cái ứng dụng trong hóa hoặc là sinh như là bài báo cáo của Bảo hoặc là của Lâm. Thì cái bài này là cái kết quả của cái bài báo cáo này thì dựa trên cái bài báo mình viết chung với lại giáo sư Marcus ở Israel. Thì cái phát biểu nó chỉ đơn giản là như vậy. Mình có cái cho cái omega là một cái miền bị chặn với cái biên trơn trong RN. Ở đây thì mình xét cái số chiều là nó lớn bằng 3, và S là một cái đa tạp trên omega với cái số chiều là k. K ở đây thì mình sẽ xét nó lớn bằng 0 và bén bằng n trừ 2. Thì ở đây á, mình sẽ ký hiệu là cái delta x là cái khoảng cách từ x tới cái biên của omega, và cái delta f là khoảng cách từ s tới f. Rồi mình đặt v là cái hàm delta f mũ trừ 2, và mình ký hiệu cái mình đặt cái toán tử L gamma v là cái toán tử Laplacian mình cộng với lại một cái phần. Cái phần này thì ở đây gamma nó là một cái tham số, cái parameter là một cái tham số, và nhân với lại v. Thì cái câu hỏi mà mình muốn thảo luận hôm nay á, là mình muốn xét cái bài toán giá trị biên cho cái phương trình này. Thì cái phương trình này là cái phương trình phi tuyến. Cái phương trình này, cái số hạng phi tuyến của nó là FU, trong đó F là một cái hàm mà nó có một số tính chất như là hàm lẻ, rồi nó đơn điệu tăng. Thì mọi người có thể hình dung cho nó dễ là mình có thể lấy FU với cái dạng là FU bằng U mũ B trừ 1 nhân U. Thì cái hàm này thì cái dạng này thì là một trong những cái dạng mà kinh điển được nghiên cứu khá là nhiều trong cái lớp phương trình đạo hàm riêng cho bài toán elliptic. Thì bây giờ cái cấu trúc của cái bài bài nói chuyện của mình hôm nay như sau. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về một số cái kết quả liên quan mà người ta đã làm trước đây. Rồi sau đó thì mình sẽ trình bày một số kết quả liên quan tới cái bài toán tuyến tính, tương ứng với cái bài toán phi tuyến mà mình đang xét. Bài toán tuyến tính là bài toán mà không có cái FU ha. Và cuối cùng là mình sẽ trình bày một số kết quả về cái bài toán phi tuyến mà mình vừa mới đề cập, bằng cách sử dụng một số cái kết quả trong cái bài toán tuyến tính. Rồi thì ở đây thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái bài toán mà nó không có cái v, và ở đây có nghĩa là cái gamma của mình nó bằng không. Thì khi đó thì cái toán tử của mình thì nó chỉ là một cái toán tử Laplace bình thường thôi. Thì cái bài toán dạng như vậy, cái bài toán giá trị biên cho cái phương trình này á, thì được nghiên cứu rất là nhiều hướng, và rất là nhiều người tham gia vào. Nó là một cái bài toán rất là kinh điển. Thì ở đây mình xét cái điều kiện biên là một cái hàm nil. Thì trong trường hợp hàm nil là hàm tốt thì đây là những cái kết quả rất là cổ điển. Trong trường hợp nil là cái hàm mà nó không có tốt lắm, ví dụ như nó là hàm thuộc L1, thì cái nghiệm ở đây, cái điều kiện trên biên này thì phải hiểu theo một cái nghĩa khác, có nghĩa là nghiệm của phương trình này thì được hiểu theo nghĩa nghiệm yếu. Thì cái nghiệm yếu đó thì trước đây là được đầu tiên là được Prezit định nghĩa. Thì cái nghiệm yếu của cái phương trình này á, là một cái hàm U mà nó thuộc L1, sao cho FU mà nó thuộc cái không gian L1 mà nó có cái trọng delta ở đây, và nó sẽ thỏa mãn cái đẳng thức này với mọi cái hàm test, là mình lấy cái hàm test ở đây là hàm trơn C2 bằng 0 trên biên.
Thì ở đây là cái hàm test nó ở đây cái đẳng thức này đúng với mọi cái hàm test. Thì trong trường hợp mà new mà nó thuộc nó là L1 trên biên á, thì Brexit chứng minh là cái phương trình này nó có nghiệm, không cần thêm bất cứ cái điều kiện gì trên F hết, mình chỉ cần F nó odd rồi nó không có giảm này nọ. Rồi trong trường hợp mà nó là một cái hàm, trong trường hợp cái new này là một cái độ đo trên biên, thì cái hiện tượng nó xảy ra nó khác một chút, có nghĩa là người ta chứng minh được á, là cái phương trình này không phải lúc nào cũng có nghiệm với cái new là cái độ đo, mà nó chỉ có nghiệm khi mà cái F này á nó bị hay mà không quá mạnh. Thì có nghĩa là nếu như mà mình xét cái F này với nó có dạng là FU bằng U mũ P, thì cái P đó nó phải bé hơn một cái số mà nó phụ thuộc vào số chiều, thì cái số đó là n cộng 1 chia n trừ 1, và người ta gọi cái số đó là cái critical exponent. Thì người ta chứng minh được đó là trong trường hợp mà cái p mà nó bé hơn n cộng 1 chia n trừ 1 á, thì người ta chứng minh được sự tồn tại nghiệm tính duy nhất, rồi người ta cũng có một số cái ước lượng tiên nghiệm, rồi người ta cũng xét cái bài toán mà với cái new này á, nó là một cái Dirac measure, là nó là cái độ đo measure với cái mass là nó chỉ tập trung tại một điểm trên biên thôi, tại những điểm khác thì nó không có cái mass, mà cái mass ở đây nó chỉ tập trung tại một điểm nào đó trên biên. Thì người ta nghiên cứu được cái dáng điệu tiệm cận của nó, rồi người ta phân loại được luôn. Thì các kết quả đó thì có thể tìm thấy trong trong cái bài báo của Mira và Veron. Thì sau đó cái phương trình, cũng cái phương trình này, thì Marcus and Veron thì có rất là nhiều bài, có một chuỗi bài báo khá là nổi tiếng nghiên cứu về cái dạng phương trình này. Thì để nghiên cứu sâu hơn về cái phương trình này á, thì họ đã đặt ra một cái khái niệm gọi là cái vết trên biên, cái boundary trace. Thì cái boundary trace mình hình dung nó như thế nào? Bây giờ người ta nói là một cái hàm mà thuộc W1B local, với B là một cái số dương nào đó thôi, một cái số lớn hơn một nào đó thôi. Thì người ta định nghĩa là cái hàm này, người ta gọi cái hàm này có cái vết trên biên nếu như mà với mọi cái dãy vết cạn trên omega, thì cái vết Sobolev của U á trên mỗi cái biên của cái DN này nè, nó sẽ tiến về cái new. Nếu mà tìm được một cái new mà thỏa mãn cái đẳng thức này á, thì người ta gọi là, người ta nói là cái U này nó có một cái vết trên biên, và ký hiệu cái vết trên biên là tray U, TRU, và khi đó là cái trace của U á, nó bằng cái new. Thì bây giờ người ta sẽ coi thử là bây giờ dùng cái định nghĩa này như thế nào, dùng cái khái niệm này như thế nào, thì để coi thử là cái khái niệm nó work, nó hoạt động ra sao. Thì đầu tiên là người ta sẽ kiểm tra cái khái niệm này với cái bài toán tuyến tính tương ứng với lại cái bài toán này, có nghĩa là cái bài toán mà nó không có cái F này, người ta coi thử là nó hoạt động ra sao trước cái đã. Thì bây giờ cái bài toán mà tuyến tính tương ứng với lại cái bài toán trên á, thì người ta tách ra làm hai phần. Một phần á, là người ta xét thử là cái bài toán tuyến tính mà với cái vế phải này nó là một cái độ đo gì đó, có nghĩa là bài toán không thuần nhất, nhưng mà người ta đặt điều kiện là bây giờ trên biên người ta coi thử, trên biên người ta cho thử nó bằng không, thì người ta coi thử nó hoạt động như thế nào. Và cái bài toán thứ hai á, là người ta xét là vế phải nó bằng không, nhưng mà trên biên là nó là một cái điều kiện, người ta có cái điều kiện trên biên. Thì bây giờ cái bài toán đầu tiên này á, với cái vế phải nó bằng tau á, thì thật ra là cái nghiệm của cái phương trình này, thật ra nó là một cái, nó là cái green, cái hàm green. Ví dụ như trong trường hợp tau nó là một cái Dirac mass, thì cái nghiệm của cái phương trình này đó chính là cái hàm green, hoặc là người ta gọi cái nhân green. Thì từ cái nhân green đó, nếu như mà mình dùng convolution mình định nghĩa cái toán tử G này ha, nó tác động lên một cái độ đo tau, thì người ta sẽ nói, sẽ có thấy được là cái g tau này là thật ra nó là nghiệm của cái bài toán này. Và tương tự như vậy đối với cái bài toán mà có cái giá trị trên biên á, thì người ta cũng có được một cái, người ta cũng định có thấy được là cái nghiệm của cái này chính là cái Poisson kernel. Thì thật ra cái Poisson kernel nó là cái gì? Cái Poisson kernel chẳng qua chỉ là cái đạo hàm theo hướng của cái g. Từ cái g này người ta tính đạo hàm theo hướng thì người ta sẽ có được cái này, và sau đó người ta có thể dùng cái convolution hoặc là người ta đặt định nghĩa cái p này, thì người ta thấy được cái p này chính là cái nghiệm của cái phương trình này. Rồi thì bây giờ mình thấy được là bởi vì cái tính tuyến tính á, nếu như mà mình lấy g này là mình cộng với cái p á, thì mình sẽ có được một cái phương trình tuyến tính
không thuần nhất, có nghĩa là với phải nó bằng tau và với cái điều kiện trên biên là nil. Như vậy thì bây giờ để mình kiểm tra cái định nghĩa vết trên biên thì nó hoạt động như thế nào á, thì bây giờ mình kiểm tra đầu tiên là với cái phương trình tuyến tính, tức là cụ thể là mình sẽ kiểm tra với cái g và mình sẽ kiểm tra với cái nil, với cái b. Thì người ta tính toán được là cái vết trên biên của cái g này á thì nó sẽ bằng không, và cái vết trên biên của cái nil này á nó sẽ bằng nil với mọi cái độ đo nil hữu hạn trên biên. Thì từ đó người ta thấy à cái này nó hoạt động như vậy trên cái bài toán tuyến tính, thì người ta dùng nó để người ta nghiên cứu với cái bài toán phi tuyến. Thì kết quả của Marcus và Veron thì như sau, người ta làm rất là nhiều kết quả, nhưng mà một trong những cái kết quả liên quan tới những cái khái niệm này á, là người ta chứng minh được á, là nếu như mà U là một nghiệm của cái phương trình này thôi, gọi là cái phương trình thôi chứ không phải cái bài toán, nghiệm theo nghĩa là nghiệm distributional của cái phương trình này, và nó có nó có cái vết trên biên, thì U á, nó sẽ là nghiệm yếu của cái phương trình này, tức là nó sẽ thỏa mãn cái định nghĩa của nghiệm yếu. Và ngược lại, nếu như U là một nghiệm yếu, tức là nó thỏa mãn cái điều kiện này, thì nó sẽ có cái vết trên biên. Thì đó chỉ là một trong những cái kết quả khởi đầu cho một cái chuỗi kết quả của Marcus and Veron. Thì ở đây thì mình sẽ không có đề cập quá chi tiết về những cái kết quả kia, nhưng mà ở đây mình chỉ muốn chỉ ra thật ra là hai cái khái niệm, cái vết trên biên và cái khái niệm nghiệm yếu này là thật ra là nó tương đương với nhau. Rồi bây giờ gần đây á, thì trong cái trường hợp mà k nó bằng không, có nghĩa là cái số chiều của cái đa tạp F thì nó bằng không, và F này nó là một cái điểm trên cái biên. Cái điểm này thì mình có thể chọn nó là điểm I, điểm Z gì đó, nhưng mà ở đây mình chọn nó là điểm zero gì đó cho nó dễ. Thì nó thuộc cái biên. Thì Chen và Veron đã chứng minh một số kết quả liên quan, ví dụ như họ chứng minh sự tồn tại nghiệm, tính duy nhất và cái sự phân loại, cái nghiệm mà nó có cái điểm kỳ dị tại cái điểm zero này. Thì cái kết quả đó khá là mới ở đây gần đây. Và ở đây trong trường hợp mà k nó là n trừ một chiều, có nghĩa là một cách nào đó mình có thể hình dung là cái số chiều của cái f này á, là nó bằng với lại cái số chiều của cái biên luôn, và mình xét cái trường hợp là f là nó bằng cái biên luôn. Thì trong cái trường hợp này thì mình sẽ có được là cái khoảng cách đến f thì thật ra nó chính là cái khoảng cách tới cái biên thôi. Và cái v của mình á, thật ra khi này nó là cái hàm khoảng cách đến biên mũ trừ 2. Và cái toán tử L gamma của mình á, nó trở thành là cái Laplacian bình thường cổ điển cộng với lại cái gamma nhân delta trừ 2. Và khi đó cái bài toán mà mình cần nghiên cứu á, là cái bài toán nó có cái dạng này ha. Thì mình thấy thì thật ra là ở đây là nó có thêm cái, so với lại cái bài toán cổ điển á, thì nó có thêm cái số hạng này. Và cái số hạng này đầu tiên á, mình để ý là nó tuyến tính với lại U. Nguyên cả cái term phía trước, cái số hạng phía trước gamma chia delta bình phương á, thì mình coi có thể coi nó như một cái hệ số, nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt ở đây là cái hệ số này nó nổ rất là mạnh, nó nổ mạnh ở trên biên. Thì khi mà người ta nghiên cứu cái bài toán này á, thì một cách nào đó thì người ta phải nghiên cứu đến cái bất đẳng thức hạt đi, bởi vì cái term này nó liên quan tới cái bất đẳng thức hạt đi. Thì cái bất đẳng thức hạt đi cổ điển á, là được định nghĩa như thế nào? Mình gọi cái CH omega là cái hằng số ha, cái hằng số hạt đi cổ điển. Thì cái hằng số này nó chính là cái infimum trên cái H0 1 của cái term này, của gradient của U bình phương chia cho U delta bình phương. Rồi, thì dưới này là một số cái tính chất có liên quan tới cái hằng số hạt đi cổ điển. Đầu tiên á, là người ta chứng minh được là cái hằng số này nó là số dương và nó không lớn hơn 1/4. Và cái trường hợp mà nó bằng 1/4 á, khi mà omega là một cái tập tập lồi, và cái infimum này nè nó đạt được khi và chỉ khi cái CH omega này nó bé hơn hẳn 1/4. Rồi còn một cái tính chất khá là quan trọng nữa, đó là khi mà với cái gamma, với một cái số gamma ở đây mà nó bé hơn, cái gamma là một cái tham số nó bé hơn cái hằng số này, thì người ta chứng minh được á, là bây giờ mình lấy một cái điểm tùy ý trên biên
lấy một cái điểm y tùy ý trên biên và mình fix cái y đó, mình giữ cái y đó cố định, thì người ta sẽ chứng minh được là có được một cái hàm hàm điều hòa, người ta gọi là hàm điều hòa gamma, có nghĩa là hàm điều hòa ứng với cái toán tử này, hàm điều hòa đó ứng với cái toán tử này ở trong cái miền omega, và cái hàm điều hòa đó nó bằng không trên cái biên của omega nhưng mà bỏ đi cái điểm y. Ở điểm y thì cái hàm điều hòa đó nó sẽ nổ, nó sẽ tiến tới vô cùng, nhưng mà tại những cái điểm khác thì nó sẽ tiến về, nó sẽ bằng không. Và cái hàm điều hòa đó thì người ta thấy được là thật ra là nó chỉ sai khác hằng số thôi, có thể mình có thể hiểu nó là duy nhất sai khác theo hằng số. Thì cái hàm điều hòa đó mình sẽ định nghĩa nó là n gamma y, và mình sẽ gọi nó là cái nhân hoặc là cái hàm cái nhân Martin của cái toán tử này trong omega. Thì ở đây mình có một cái chú ý là trong cái trường hợp này nè, trong cái trường hợp này bởi vì cái toán tử trong cái toán tử này á, bởi vì cái số hạng này nó nổ khá là mạnh, nó nổ đủ mạnh ở trên trên biên, cho nên á là mình sẽ không có được cái Poisson, cái nhân Poisson như là trong cái trường hợp cổ điển, nhưng mà mình có được như là đã đề cập ở trên này á, thì mình có được cái nhân Martin. Thì cái nhân Martin này á, ở trong trường hợp này á, thì nó đóng vai trò tương tự như là cái nhân Poisson cho cái trường hợp cổ điển. Chứ cái sự khác nhau giữa nhân Martin và nhân Poisson thì nhân Poisson á nó hữu hạn tại cái điểm y, nhưng mà cái nhân Martin nó có thể là cái mass của nó, cái khối lượng của nó có thể là vô hạn tại cái điểm y. Rồi thì ở đây thì tiếp theo là mình sẽ đề cập tới một cái kết quả mà mình làm hồi trước với lại thầy Moshe khi mà mình nghiên cứu cái bài toán này. Thì trong cái bài toán trong cái kết quả đó thì mình nghiên cứu cái bài toán giá trị trên biên cho cái phương trình, đầu tiên là cho cái phương trình tuyến tính và sau đó cho cái phương trình phi tuyến. Nhưng mà mình chỉ giới hạn lại cho cái trường hợp là gamma nó thật sự nó nhỏ hơn cái RT thôi, cái RT constant. Thì ở đây á, trong cái trường hợp này á, thì người ta có thể tính được là cái Martin kernel này nè, nó có cái dáng điệu như vậy, như thế này, với cái x và cái y, x là cái điểm ở trong cái miền omega và y là một cái điểm ở trên cái biên của omega, và mình tính được cụ thể là gamma này nó là một cái hằng số và nó phụ thuộc vào cái tham số một cái tham số gamma, theta này nó phụ thuộc vào cái tham số gamma. Thì ở đây á, gamma của mình á, mình lấy nó bé hơn cái CH omega, mà mình chú ý rằng cái CH omega này của mình á, là nó bé hơn 1/4, nên tất cả những cái này là nó đều có ok hết. Thì từ cái ước lượng này á, thì mình tính được, mình có quan sát như sau, mình có cái quan sát là nếu như mình lấy cái convolution giữa cái n gamma này với lại một cái độ đo nu trên biên, và mình đặt nó là cái n gamma nu, thì mình tính toán được là thực ra cái n gamma nu này sau khi mà mình normalize nó, có nghĩa là mình chuẩn hóa nó bởi cái bậc này, và mình lấy tích phân trên từng cái mặt sao cho cái khoảng cách đến cái biên nó bằng beta, thì một cách nào đó cái đại lượng này nè nó sẽ tương đương với cái đại lượng này sai khác một hằng số gì đó, hằng số nhân ha, và cái hằng số nhân đó nó không phụ thuộc vào nu hoặc là không phụ thuộc vào bất cứ cái gì khác, nó chỉ phụ thuộc vào cái n. Thì ở đây từ cái quan sát này mình thấy rằng nếu như mà mình dùng cái định nghĩa boundary, cái định nghĩa vết trên biên cổ điển mà được giới thiệu bởi Marcus and Veron như là đã đề cập ở trên á, thì mình tính được là với mọi nu thì cái vết trên biên này nó đều bằng không. Như vậy thì trong cái trường hợp này á, cái định nghĩa cổ điển, cái định trên biên cổ điển của Veron với lại Moshe á, thì không có tốt, bởi vì nó không có giúp mình phân loại được, nó không có giúp mình có được thông tin mà nó tốt về cái về về những cái này, bởi vì mọi cái nó đều cho ra kết quả bằng không hết. Thì đó là lý do mà mình cần một cái khái niệm mới về cái vết trên biên. Thì cái khái niệm mới đó thì nó được định nghĩa hơi khác cái khái niệm mà Marcos và Veron đã định nghĩa trước. Thì cái định nghĩa này á, nó đi từ cái quan sát này, nó đi từ cái quan sát này. Thì bây giờ mình mới nghĩ tới một cái cách định nghĩa cái vết trên biên của một cái hàm. Bây giờ mình lấy cái hàm đó nó thuộc W1B. Bây giờ mình hỏi là làm sao định nghĩa được cái vết trên biên mà nó có thể cho mình nhiều thông tin.
Thì từ cái này mình thấy thật ra nếu như mà mình muốn thấy thông tin của nó thì mình có thể là lấy cái hiệu của U và cái mặt tin này mình trừ đi. Mà mình trừ đi thì nếu như mình trừ đi xong rồi mình lấy tích phân đó, thì nó chưa đủ. Bởi vì dựa vào cái này thì mình thấy là mình cần phải chuẩn hóa nó bởi một cái khúc này nữa, thì cái khúc này có thể là nó có một cái mối liên quan đến một cái gọi là cái thể tích của cái mặt này chẳng hạn, thì một cách nào đó là nó tương đồng, nó có một cái sự liên quan tới cái thể tích của cái này. Thì từ đó mình định nghĩa là mình lấy cái sau khi mình trừ đi rồi thì mình chuẩn hóa nó. Thì ở đây á, thông tin mà mình chỉ biết được về cái này á là nó tương đương, có nghĩa là nó sai khác một cái hằng số nhân nào đó. Cho nên là nếu như mà mình trừ đi sau khi mình chuẩn hóa rồi thì mình muốn cho nó là mình muốn cho thật sự mình muốn có cái thông tin, mình muốn là cái thông tin cái vết trên biên của cái U này nó phải là một cách nào đó, nó phải là nil nè. Thì mình trừ sau khi mình trừ đi rồi thì mình áp cho nó bằng không. Mình khi mà beta tiến về không thì mình muốn nó bằng không. Thì nếu như mà mình tìm được một cái độ đo nil mà nó thỏa mãn cái điều kiện này thì mình nói là cái hàm này nó có một cái vết trên biên, và cái vết này mình gọi cụ thể nó là một cái vết được chuẩn hóa. Và trong trường hợp này thì cái vết trên biên đó thì nó là bằng hàm nil nếu như mình tìm được hàm nil như vậy. Thì cũng tương tự như là trong cái trường hợp cổ điển thì mình phải kiểm tra cái gì? Mình phải kiểm tra là cái vết trên biên này, cái khái niệm vết trên biên này nó hoạt động như thế nào với cái phương trình tuyến tính. Thì để làm như vậy thì đầu tiên là mình kiểm tra với lại cái gamma này, cái m gamma này, thì mình dễ thấy là rõ ràng từ cái định nghĩa này thì cái vết trên biên của cái m gamma nil này nó sẽ bằng nil thôi. Và mình cũng sẽ tính được là cái vết trên biên của cái green function, cái green operator mà nó tác động vào cái tau thì nó cũng sẽ bằng tau, với tau là một cái độ đo trong một cái không gian thích hợp ha. Rồi thì từ đó thì mình sẽ nghiên cứu cái bài toán phi tuyến. Thì mình nghiên cứu cái bài toán phi tuyến với cái dạng là toán tử cái số hạng phi tuyến u mũ b trừ 1 nhân u, thì mình cũng thiết lập được cái mối quan hệ giữa giữa cái khái niệm vết trên biên chuẩn hóa và các khái niệm về nghiệm yếu. Rồi mình cũng chứng minh được là cái sự tồn tại nghiệm tính duy nhất, rồi một số cái kết quả nó liên quan. Rồi ở đây thì mình muốn nói thêm là cái bài toán đó thì được nghiên cứu gần đây rất là mạnh bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau. Thì đầu tiên là mình muốn đề cập tới một cái kết quả của cũng cái bài một cái bài báo của Gikas and Veron, thì nó cũng xuất hiện cũng trong thời gian đó. Thì trong cái bài toán này á, thì trong cái bài báo này thì Gikas and Veron và Veron nó nghiên cứu một cái số hạng phi tuyến nó tổng quát hơn chút. Và họ làm việc trong cái không gian, trong cái framework nó khác hơn chút, là nó họ làm việc trong cái H1 và có cái trọng. Và họ xét luôn là trong cái gamma nó từ 0 tới 1 phần 4. Rồi nhưng mà trong cái trường hợp mà gamma mà nó bằng 1 phần 4 á, thì thật ra họ cần thêm cái điều kiện trên omega, chẳng hạn như là omega là cái hàm lồi. Thì sau đó thì Marcus và Moros thì có nghiên cứu cái bài toán này. Cũng với cái trường hợp là cái số hạng phi tuyến là cái hàm mũ, thì họ chứng minh được là khi mà gamma ở đây họ xét trong cái trường hợp gamma nó bé hơn 1/4, và họ chứng minh được là nếu như mà gamma bé hơn 1/4 á, thì họ không cần bất cứ cái điều kiện gì ở trên cái omega hết. Thì họ họ xét ở đây mình cần chú ý là cái framework của họ nó khác với cái framework trên ở trong cái bài Gikas and Veron. Thì cũng có một số cái kết quả liên quan mà cần có thể là hứng thú. Thì kết quả liên quan đầu tiên là về nghiệm lớn của cái phương trình. Thì nghiệm lớn của phương trình là cái nghiệm mà nó tiến tới vô cùng khắp nơi trên biên, có nghĩa là khi mà cái x mà nó tiến về biên á thì cái giá trị của cái nghiệm á, nó sẽ bằng vô cùng. Thì cái nghiệm lớn này, cái việc nghiên cứu cái nghiệm lớn này thì nó có nhiều cái trường hợp. Trong cái trường hợp mà cái tham số của mình nó bé hơn bằng 1/4 và cái p trong cái u mũ p này nó lớn hơn một á, thì nó được nghiên cứu bởi cái nhóm đầu tiên là của Bantler, Moros and Raico. Thì sau đó thì tiếp theo là Bantler and Posio á, thì họ nghiên cứu trong cái trường hợp là p nó sub linear, có nghĩa là p nó bé hơn một.
Rồi sau đó thì cái nhóm của Du với lại Quay thì nghiên cứu cái cũng cái câu hỏi đó, cũng một số cái câu hỏi liên quan, thì họ nghiên cứu cho cái trường hợp gamma nó thực sự nó lớn hơn 1/4 rồi, và B nó lớn hơn 1. Và sau đó thì cũng cái nhóm của Quay thì họ nghiên cứu cho cái trường hợp gamma chia delta kappa, với kappa là một cái số nó lớn hơn 2, có nghĩa là nó nổ còn mạnh hơn, nó nổ mạnh hơn ở trên pin. Và gần đây thì Marcus có nghiên cứu cái bài toán này, với cái kết quả nó, với cái số hạng phi tuyến nó là cái FU ha. Nó không chỉ là cái U mũ B nữa mà nó là cái FU, và nó thỏa mãn một số cái điều kiện khá là, nó cho phép mình xét một cái lớp hàm khá là lớn. Và một số cái hướng nghiên cứu khác, ví dụ như thay vì mình nghiên cứu với cái absorption term, có nghĩa là cái FU, cái số hạng phi tuyến nó ở bên vế trái của phương trình, thì người ta cũng quan tâm tới cái trường hợp là cái FU nó ở bên vế phải của phương trình. Thì cái hướng đó thì được nghiên cứu bởi Davila với Dupin, rồi sau này mình cũng có một số kết quả trên đó, rồi cũng có một số kết quả về cái hệ, và có một số kết quả khi mà cái gradient U, cái F này nè, nó không chỉ phụ thuộc vào U mà nó còn phụ thuộc vào gradient của U nữa. Thì đó là một số kết quả liên quan, và dĩ nhiên là còn rất nhiều kết quả liên quan tới cái phương trình này, nhưng mà trong giới hạn của thời gian thì mình không trình bày hết. Thì bây giờ mình trở lại cái bài toán ban đầu mà mình muốn thảo luận. Thì đối với cái bài toán này thì mình nhắc lại là mình muốn nghiên cứu cái bài toán với cái giá trị trên biên cho cái phương trình này. Thì ở đây mình nhắc lại thôi là F là một cái đa tạp nó trên cái biên với cái dimension của nó như vậy, và V nó là delta F mũ trừ 2. Cái toán tử L gamma V nó là delta cộng với lại gamma V, và F là cái hàm lẻ đơn điệu tăng. Thì những cái khó khăn, một số cái khó khăn mình gặp phải trong khi mình nghiên cứu cái bài toán này, cái thứ nhất là cái potential nó nổ đủ mạnh gần cái tập F. Thì bởi vì như vậy nên một số cái công cụ mà cổ điển này nọ là mình không có. Cái thứ hai nữa là nếu mình thấy, nếu như mà khi mà x mà nó gần khi mà x mà nó gần với lại F á, thì cái này nó nổ mạnh, nhưng mà khi mà x mà nó xa F, nó tiến ở trên biên mà nó xa F á, thì cái này nó một cách nào đó nó bị chặn. Cho nên là cái dáng điệu của cái V này á, nó sẽ không có giống nhau, nó sẽ khác nhau trên biên tùy vào cái việc mà S nó tiến về F hay là S nó xa F. Và hơn nữa là có nghĩa là cái tập F này, những cái thông tin về cái tập F, về cái số chiều này nọ của tập F, và cái dữ liệu của mình, là ở đây mình quan tâm tới cái dữ liệu là nó không phải là dữ liệu tốt, không phải là dữ liệu trơn. Thì những cái đó cùng với nhau nó dẫn đến một số cái khó khăn, một số cái về cái tính regularity này nọ của cái bài toán, của kinh nghiệm của phương trình. Thì ở đây thì để nghiên cứu cái phương trình này thì mình cũng theo những cái kinh nghiệm mà mình có, là đầu tiên là mình sẽ coi thử là cái green kernel với lại cái Martin kernel này nó như thế nào, nó có hay không. Nếu mà nó có thì làm sao mà mình có thể có được một cái định nghĩa về cái vết trên biên cho cái green kernel và cái Martin kernel. Và để có được những cái thông tin đó, mình sẽ cần những cái ước lượng cho cái green kernel và cái Martin kernel. Và những cái ước lượng đó thì mình, để có được những ước lượng đó, mình sẽ cũng sẽ cần những ước lượng về cái hàm riêng của cái toán tử này trên cái omega. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên á là mình sẽ nói về cái phương trình tuyến tính, cái phương trình tuyến tính mà với cái vế phải nó bằng không luôn. Thì thật ra cái nghiệm của cái phương trình này nó có một cái tên là mình gọi nó là hàm harmonic, là hàm điều hòa. Thì nếu như mà U mà nó thỏa mãn cái phương trình này theo cái nghĩa distribution, theo cái nghĩa phân phối, thì mình sẽ gọi nó là cái hàm điều hòa. Nếu mà mình thay cái dấu bằng ở đây bởi cái dấu bé hơn hoặc bằng á, thì mình sẽ có được là hàm subharmonic, và mình thay cái dấu bằng ở đây bởi cái dấu lớn hoặc bằng á, thì mình sẽ có superharmonic. Rồi thì bây giờ việc nghiên cứu cái phương trình này á, nó sẽ liên quan tới việc nghiên cứu cái ID này, cái hằng số ID này. Và cái hằng số ID này mình đặt nó là C lớn HV, thì nó sẽ được định nghĩa như sau. Nó sẽ được định nghĩa là cái infimum
của cái gradient của phi trên phi nhân v. Rồi thì mình cần biết một số tính chất về cái hằng số ID này. Thì cái mình đầu tiên mình thấy được á, là cái bởi vì f là nó là một cái nó nằm trên cái biên của omega, nên cái hàm khoảng cách từ f từ đến f nó lớn hơn cái hàm khoảng cách đến omega, do đó là v nó bé hơn hoặc bằng delta mũ trừ 2. Thì từ đó mình sẽ suy ra được là thật ra là cái hằng số ID này là nó lớn hơn cái hằng số ID cổ điển, và mình có thể trích một cái kết quả của Phong với lại Masmoudi thì mình có được là cái hằng số ID này nó bé hơn hoặc bằng n trừ k. K ở đây là cái n là số chiều của cái không gian Euclid mình đang xét, và k ở đây là cái số chiều của cái tập F, thì nó bé hơn bằng n trừ k bình phương chia 4. Hơn nữa là mình biết được đó là nếu như mà gamma là một cái số mà nó bé hơn CHV thì mình sẽ có được cái first mình sẽ có được cái first eigen, cái hàm riêng, cái giá trị riêng cho cái toán tử này, và mình cũng sẽ có được cái hàm riêng. Thì bây giờ cái giá trị riêng mình định nghĩa mình ký hiệu là gamma lambda gamma v, và cái hàm riêng mình ký hiệu là phi gamma v. Rồi bây giờ cái mình cần quan tâm là bây giờ cái hàm này nè nó sẽ có cái dáng điệu như thế nào khi mà nó gần với lại cái tập tập f. Tập f ở đây mình có thể coi nó là một cái tập rất là singular, bởi vì khi mà cái x mà nó tiến về f á, thì cái v nó nổ rất là mạnh. Thì ở đây mình để nghiên cứu cái dáng điệu của cái này á, thì mình cần đặt cái một cái số mũ này. Thì cái alpha này á, nó đi từ một cái phương trình, trong các tính toán thì nó sẽ ra được cái phương trình này. Thì mình đặt alpha là cái nghiệm mà nó lớn hơn trong hai nghiệm. Thì bởi vì ở đây mình có được là gamma ở đây á, là mình xét là nó bé hơn CHV, mà CHV nó bé hơn n trừ k bình chia 4, cho nên là cái số hạng này là nó ok. Thì mình sẽ đặt alpha là nó như vậy, và mình sẽ đặt là omega epsilon f là cái tập ở trong omega, sao cho nó cái khoảng cách của nó tới f á, là nó nhỏ, nó gần f thôi. Có nghĩa là mình đang quan tâm thử là bây giờ gần với lại cái tập f trên biên á, thì chuyện gì đang xảy ra. Thì mình có thể dùng một cái phương pháp trong cái bài báo của Phong với lại Masmoudi, là mình tính toán lại và mình improve nó và mình modify nó một chút, mình thay đổi. Thì mình tính toán được là thật ra là mình có được một cái epsilon zero nhỏ, sao cho trong cái miền này nè thì cái first eigen function á, nó behave giống như cái dạng này, có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào cái delta s và delta f. Ở đây thì alpha là cái hằng số cái số nó đi từ cái cho bảy cái ở đây cho cái bảy cái biểu thức này, thì mình có được cái dáng điệu của cái phi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về hai cái đối tượng tiếp theo mà mình còn quan tâm á, là cái green kernel với lại cái Martin kernel. Thì cái green kernel á, nó là nghiệm của cái phương trình này thôi, nó là nghiệm của cái phương trình mình có một cái điểm z ở trong miền omega, mình fix cái điểm x, mình fix cái điểm z đó, thì cái green kernel nó là cái nghiệm của cái bài toán này. Và cái Martin kernel á, thì ở đây á, thì nó sẽ được định nghĩa, nó không còn là cái đạo hàm theo hướng của cái g nữa, bởi vì cái g này nó không có quá cái regularity của nó không có quá tốt, nên mình sẽ định nghĩa cái m gamma v này á, là như vậy. Đây là thì mình có cái Martin kernel. Thì mình từ một cái kết quả của Ancona thì mình biết được là nếu như mà gamma mà nó bé hơn cái tham số gamma của mình á, nó bé hơn hẳn cái hằng số hạt ti này á, thì mình sẽ có được cái kết quả về cái tính biểu diễn nghiệm cho những cái hàm điều hòa. Thì cái kết quả về cái tính biểu diễn nghiệm á, nó nôm na là như vậy. Bây giờ nếu như mà U là một cái hàm điều hòa thì á, Ngắt lời anh Tài một chút. Cái chỗ này như thế là cái nhân Martin này là phụ thuộc vào x0 đúng không?
Nhưng mà đối với XCOM khác nhau, anh có một cái XCOM ở nhân vật đây á, cũng khác nhau. XCOM thật ra XCOM ở đây á là mình lấy một cái điểm, nhưng mà mình fix nó, cứ lấy một cái điểm trước mình fix nó, thì ở đây á một cách nào đó là nó phụ thuộc vào cái XCOM, nhưng mà trong những cái tính toán á, bởi vì mình chỉ cần fix một cái điểm XCOM thôi, nhưng nên trong những cái tính toán, những cái hằng số là nó không có liên quan. Ok. Thì những cái hằng số có nghĩa là em nó một cách nào đó ở trong này em hiểu là nó phụ thuộc vào cái giá trị của x0, nhưng mà em có được là em thấy được là cái tính chất của cái này á, khi mà ở đây em lấy x ở đây mà nó bằng x0 á, thì giá trị tại cái này là nó vẫn là cái số 1. Mình chia cho cái x0 ở đây á, một cách nào đó là mình muốn cái giá trị của cái n gamma v này tại một cái điểm nào đó mà mình fix nó có Bằng giá một. trị bằng, bởi vì nếu không á thì cái mặt trên kernel này nó sẽ không có duy nhất. Thật ra là nó mình có thể nói nó duy nhất với một cái hằng số nhân Ok. Tức là cái việc đó, chọn thì x0 ở đây là giống như kiểu đúng một rồi kiểu chuẩn hóa để cho nó duy nhất đúng không? đúng 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 bởi vì Rồi, ok. nó ví dụ như em nhân một cái số nào vào thì nó sẽ cũng là một cái mặt trên luôn, cho nên mình không muốn cái điều đó xảy ra thì mình fix nó lại tại một cái điểm nào đó thôi. Ok, em hiểu rồi. Ok Cảm rồi, ơn. thì rồi cảm ơn Bảo nha. Ở đây anh tiếp tục nói về cái định lý biểu diễn. Thì cái định lý biểu diễn đó thì nó nói là với một cái harmonic function, cái hàm điều hòa, thì mình có thể biểu diễn cái hàm điều hòa bởi cái dạng này. Có nghĩa là mình sẽ tìm được duy nhất một cái, với một cái hàm điều hòa cho trước, mình có thể tìm được duy nhất một cái độ đo trên biên. Độ đo ở đây là độ đo bị chặn ha, độ đo bị chặn trên biên sao cho nó có cái dạng này. Cái hàm điều hòa đó thực chất chỉ là cái mặt tin mà convolution với lại cái này thôi. Còn và ngược lại, nếu như mà em lấy tùy ý, mình lấy tùy ý một cái độ đo new nào trên biên, thì sau khi mà mình lấy convolution của cái mặt tin với cái độ đo đó, thì cái hàm mà mình thu được cũng là một cái hàm điều hòa dương. Ở đây mình cái new này mình lấy new dương, và cái hàm điều hòa đó thì sẽ thành hàm điều hòa dương. Rồi, thì đó là những cái thông tin sơ khởi mà mình có được cho cái hàm green và cái hàm mặt tin, cái nhân mặt tin. Thì ở đây á, tiếp theo là mình sẽ cần những cái ước lượng cho cái green và cái mặt tin. Thì cái ước lượng đó thì ở đây trong cái bài nói chuyện này thì mình sẽ dùng những cái ước lượng được chứng minh bởi Marcus vào năm 2018. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về ước lượng cho cái hàm green. Thì cái kết quả của Marcus á, thì chứng minh cho một cái lớp lớp potential là cái lớp hàm V á, nó khá là rộng. Thì mình sẽ phát biểu nó lại ở trong cái ngữ cảnh này của mình. Có nghĩa là cái V của mình nó chỉ là mình sẽ phát biểu trong cái ngữ cảnh cái V, cái potential của mình, cái potential của mình nó chỉ là delta F mũ trừ 2. Thì mình sẽ có những cái trường hợp sau. Bây giờ nếu mà mình lấy một cái điểm y bất kỳ trong cái miền omega và mình fix cái điểm y đó đi. Rồi bây giờ mình lấy cái điểm s mà nó xa cái điểm y, nó gần với lại cái biên nhưng và nó xa với lại y. Thì khi đó cái green function của mình á nó có cái dáng điệu giống như là cái hàm hàm riêng của mình. Nó chỉ sai khác cái hằng số thôi, mình có thể control cái dáng điệu tiệm cận của nó được. Ở đây là x nó xa cái y và x nó gần biên chút. Rồi, trong cái trường hợp thứ hai là thì khi mà x nó gần y và nó có thể so sánh được với lại đen nó bé hơn bằng delta x delta y b này chỉ là cái hằng số ha. Thì mình sẽ có được đó là cái dáng điệu tiệm cận của cái green này nè, thực chất là nó cũng giống như là trong cái trường hợp cổ điển. Có nghĩa là một cách nào đó là mình sẽ so sánh được cái g gamma v này với cái x trừ y mũ 2 trừ n. Ở đây là n là số chiều của cái không gian mình đang xét ha. Rồi, trong cái trường hợp thứ ba là nếu như mà x với y mà nó gần biên, nó nhỏ, và cái x trừ y nó có cái mối quan hệ như thế này, nó xa xa một chút theo cái nghĩa này, thì mình có được á, là cái g gamma v này nè. Cái công thức cái ước lượng nó thì nó phức tạp hơn chút. Thì ở đây cái thành phần đầu tiên của nó là cái nó giống như cái này, có nghĩa là x trừ y mũ 2 trừ n, nhưng mà nó có thêm cái số hạng nó liên quan tới cái hàm riêng. Thì cái số hạng trong cái số hạng này á, thì nó lấy giá trị tên tại s, nó lấy giá trị tại y, nhưng mà nó lấy giá trị thêm tại s ngã và y ngã.
Thì bây giờ S ngã và Y ngã là những cái điểm nó như thế nào? S ngã, Y ngã là những cái điểm nó liên quan tới S và Y. Thì bây giờ mình sẽ coi là trong cái trường hợp á, mà nếu như mà delta S có nghĩa là khoảng cách từ S tới biên, khoảng cách từ Y đến biên và cái khoảng cách từ X đến Y mà nó nhỏ, thì á, S ngã, Y ngã mình có thể chọn tùy ý trong cái tập này. Cái tập này là cái tập làm sao? Mình lấy cái điểm ở giữa X với Y, rồi mình xét cái quả cầu, mình xét cái quả cầu với cái bán kính là như vậy. Thì sau đó mình chỉ xét trong cái quả cầu đó, mình chỉ xét những cái điểm mà cái khoảng cách tới cái biên của nó là nó một cách nào đó là nó tỷ lệ thuận với lại cái R này. Thì trong cái trường hợp mà R ngã thì mình có thể chọn đủ nhỏ hơn cái R omega, thì X ngã, Y ngã mình có thể lấy tùy ý trong cái tập này. Còn ngược lại, nếu như mà cái này nó không thỏa, cái điều kiện này nó không thỏa, thì mình có thể lấy X ngã và Y ngã là cái điểm X0 mà mình fix lúc đầu luôn. Ha. Rồi, thì từ các cái kết quả, từ các cái ước lượng cho cái hàm Green là từ những cái ước lượng này cộng với cái định nghĩa như thế này, thì mình thu được cái ước lượng cho cái hàm Martin. Thì ở đây á, mình chỉ cần quan tâm tới cái trường hợp là X trừ Y nó bé hơn, nó đủ nhỏ thôi. Bởi vì trong cái trường hợp này Y là mình lấy một cái điểm trên biên, và X mình chỉ cần quan tâm là bây giờ nếu mà X mà nó gần Y á, thì trường hợp gì xảy ra. Bởi vì nếu mà X xa Y á, thì những cái này nó bị chặn này nọ, nó sẽ rất là ổn. Còn trong cái trường hợp X mà nó gần Y á, thì mình phải coi thử là nó sẽ bị hay như thế nào, cái dáng điệu của nó như thế nào. Thì cái kết quả này nó nói lên là khi mà X mà gần Y thì nó sẽ bị hay giống như là 2 trừ N, nhưng mà nhân thêm cái term này nữa, thì cái term này một cách nào đó nó sẽ làm giảm cái bậc một cách nào đó, tùy trường hợp nó làm giảm hoặc làm tăng cái bậc của cái này. Thì mình sẽ coi trong cái bài toán, thì tùy trường hợp mình xét, mình sẽ coi thử là nó như thế nào. Ở đây X ngã ở đây á, là mình cũng chọn là nó một cái điểm tùy ý trong cái tập A này, cái tập A mà giống như là mình đề cập ở trên ha. Thì như vậy là đến bây giờ là mình đã có được những cái gì? Đến bây giờ là mình đã có được là cái ước lượng cho cái hàm riêng, mình có được cái ước lượng cho cái hàm Green, và mình có được ước lượng cho cái nhân Martin. Thì từ những cái ước lượng này thì mình có thể mình nghĩ đến cái chuyện mà mình có được một cái khái niệm cho cái eigen function, cho cái trace, cái boundary trace của nó. Thì ở đây là đây là một cái quan sát rất là mấu chốt trong cái bài toán. Cái quan sát này á thì nó cho phép mình định nghĩa cái boundary trace sau này. Thì cái quan sát này nó nói cái gì? Nó nói là một cách nào đó nếu như mình lấy một cái độ đo trên biên, rồi mình tính cái Martin convolution giữa cái Martin và cái độ đo đó, rồi sau đó mình normalize nó, nhưng mà normalize nó theo cái cách này thì nó nhìn vào thì nó sẽ không có thấy tự nhiên, nhưng mà thực ra là nó khá là quan hệ, nó đi từ cái định nghĩa trong cái trường hợp mà cái F nó là nguyên cả cái biên. Thì ở đây á, gamma phi V nó chính là cái hàm riêng cho cái trong cái trường hợp mình đang xét, và gamma không nó chính là cái hàm riêng cho cái toán tử Laplace cổ điển. Thì cái thương này chính là cái gì? Nó chính là cái ở đây mình có được cái dáng điệu của cái này rồi, và mình biết được luôn là dáng điệu của cái hàm riêng này á. Cái hàm riêng này thì nó sẽ bị hay giống như là cái hàm khoảng cách thôi, nó hàm khoảng cách nó tương đương với lại cái hàm khoảng cách. Thì cái hàm riêng phi gamma v chia phi không thì nó sẽ cho mình cái thông tin về cái chuẩn hóa, cái số hàng chuẩn mà mình cần phải chuẩn hóa ở đây. Và khi mà f là nó là nguyên cả cái biên, khi mà f nó là nguyên cả cái biên thì cái số hạng này nó trở thành cái trên này đây. Khi mà f nó là nguyên cả cái biên omega thì cái thương đó nó sẽ trở thành cái số hạng này.
Thì thật ra cái định nghĩa kia là nó là cái định nghĩa nó tổng quát hơn cái định nghĩa này. Rồi thì ở đây là mình có được cái ước lượng này, và trong cái trường hợp này á mình cần cái điều kiện trên gamma, trên cái tham số gamma. Cái điều kiện mà gamma bé hơn CHV á là một cái điều kiện là nó khá là tự nhiên, nó đi từ cái từ những cái kết quả trước đây, ví dụ như ở trong này, để mình có được cái định lý biểu diễn. Còn cái điều kiện này á, cái điều kiện mà gamma nó bé hơn 2n trừ k trừ 1 chia 4 á, thì nó đi từ cái điều ở đây một cách nào đó, thì nó đi từ cái trường hợp là mình cái gamma nó bé hơn 2n trừ k trừ 1 chia 4, thì nó tương đương với lại cái số alpha này. Nó tương đương với cái số alpha này, nó lớn hơn trừ 1 phần 2. Và nếu như mà mình xét trong cái trường hợp mà cái f là nó bằng cái nguyên cả cái biên á, thì cái điều kiện là alpha lớn hơn bằng trừ 1 phần 2 á, thì nó khớp với lại cái điều kiện khi mà mình đặt ở đây, khi mà mình đặt theta ở đây nè. Theta ở đây mình thấy nó là một cái số mình định nghĩa như vậy, thì theta ở đây nó phải lớn hơn 1 phần 2 và nó bé hơn 1. Thì cái điều kiện mà theta lớn hơn 1 phần 2 ở đây á, thì nó nếu như mà trong trường hợp này mình xét alpha lớn hơn trừ 1 phần 2, thì mình sẽ có được cái điều kiện là theta lớn hơn 1 phần 2 ở bên kia. Thì nhìn vào thì nó có vẻ nó không được tự nhiên lắm, nhưng mà cái gốc của nó là đi từ những cái chặng dưới của những cái tham số mà mình cần phải quan tâm. Rồi thì từ cái định nghĩa, từ cái quan sát này, thì mình có thể mình định nghĩa cái vết trên biên chuẩn hóa của một cái hàm. Thì cái ý tưởng thì cũng giống như là trong cái trường hợp kia thôi. Thì mình cũng xét cái hiệu, mình muốn xem thử cái hàm nó như thế nào, một cái hàm số u nó như thế nào, mình xét một cái hiệu, rồi xong rồi mình chuẩn hóa nó, rồi xong rồi mình tính cái tích phân trên cái mặt sao cho cái khoảng cách đến biên nó bằng beta, rồi mình áp nó là khi beta tiến về zero thì mình cần cái này nó bằng không. Thì nếu như mà tồn tại một cái độ Downhill mà nó thỏa mãn cái điều kiện này á, thì mình sẽ nói là cái hàm u này nó có một cái vết trên biên được chuẩn hóa, và mình cũng dùng ký hiệu là TR sao của U, và khi đó là TR sao của U nó bằng nil. Thì ở đây một cách tương tự thôi, mình cũng kiểm tra là cái vết trên biên của cái này nó bằng nil với mọi nil, và cái vết trên biên của cái green nó bằng không với mọi tau thuộc trong những cái không gian mà nó hợp lý. Rồi trong trường hợp mà F mà nó bằng toàn thể cái biên omega, thì cái khái niệm này nó sẽ trở thành cái khái niệm mà trong cái bài hồi trước, trong cái hôm trước là ở trên mà mình nói, trong cái trường hợp classical equipotential. Và mình chú ý ở đây thì những cái khái niệm này á, nó đều là well defined, nó được định nghĩa tốt, bởi vì nếu như mình có hai cái độ đo mà nó thỏa mãn cái này, thì mình sẽ chứng minh được thật ra hai cái độ đo nó bằng nhau. Rồi thì như vậy thì mình sẽ dùng cái định nghĩa này để mình nghiên cứu cái bài toán tuyến tính trước. Thì cái bài toán tuyến tính là nó là cái bài toán như thế này, mình xét cái bài toán này. Đây là bài toán tuyến tính không thuần nhất, vế phải của nó là một cái độ đo tau. Và cái độ đo tau này mình xét nó thuộc cái không gian có trọng, với cái trọng của nó là cái first cái hàm hàm riêng. Và mình muốn cái điều kiện trên biên của nó là cái vết trên biên mà sau khi chuẩn hóa là nó bằng nil, với nil là một cái độ đo luôn. Thì ở đây á, cái mình cần định nghĩa, mình cần một cái định nghĩa cho cái nghiệm của cái này. Thì ở đây mình định nghĩa nó rất là tự nhiên thôi. Mình định nghĩa nếu mà u là nghiệm của cái phương trình này, nếu như mình có là u nó thỏa mãn cái phương trình theo nghĩa phân phối, và cái vết trên biên của u nó phải bằng nil. Thì để nghiên cứu cái phương trình này á, thì mình cần phải có cái định nghĩa về cái toán tử Green và cái toán tử Martin. Thì toán tử Green chẳng qua là cái convolution của cái Green function với lại cái tau, và cái toán tử Martin thì cũng chẳng qua là cái convolution giữa cái Martin với lại cái độ đo trên biên. Thì mình cần hai cái định nghĩa này, và đây là cái kết quả và cái liên quan tới cái bài toán tuyến tính. Thì kết quả đầu tiên nó nói là nếu như mà tau là nó thuộc cái không gian này là cái không gian độ đo, với cái trọng là cái hàm riêng, thì cái vết trên biên nó bằng không. À, đây là cái mình mong muốn,
Và hơn nữa là về cái gò này nè, nó chính là cái nghiệm duy nhất của cái phương trình với cái phương trình ở trên này, với phương trình số 7. Rồi tiếp theo là mình cần xem xét cái tính chất của cái subharmonic function. Thì ở đây mình nhắc lại, subharmonic function là cái nó thỏa mãn cái phương trình với cái dấu bằng được thay bởi cái dấu bé hơn hoặc bằng ha. Thì mình có cái được, mình có cái kết quả là nếu như mà cái mình biết được là cái subharmonic này á mà nó bị chặn bởi một cái harmonic, cái superharmonic, thì cái mình sẽ có được là cái L gamma V U này nó sẽ là một cái độ đo mà trong cái không gian này, trong cái không gian có cái trọng này. Và hơn nữa là khi đó mình sẽ biết được là cái boundary trace của cái U này nó bằng nhiêu. Và mình có thể viết được, mình sẽ viết được là U nó bằng cái G nó tác động lên lambda. Lambda là cái này ha, mình đặt lambda là cái này. Và nó sẽ bằng M gamma V. Rồi, từ cái này thì mình thấy được là U nó sẽ bé hơn hoặc bằng cái M nu này. Tiếp theo là cái kết quả về cái superharmonic. Thì trong cái kết quả về superharmonic á, thì mình biết được là nếu mà U là một cái superharmonic mà nó dương thôi, thì mình sẽ tìm được hai cái độ đo. Cái thứ nhất là một cái độ đo trên biên, và cái thứ hai là một cái độ đo trong cái không gian này, sao cho U nó được biểu diễn dưới cái dạng này. Nó là tổng của cái Green và cái Martin. Và trong trường hợp này thì mình thấy là cái U nó lớn hơn bằng cái Martin. Và cuối cùng là kết quả về sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm của phương trình tuyến tính. Thì mình dễ thấy, mình có thể thấy được là cái phương trình tuyến tính này nó có nghiệm duy nhất. Và cái nghiệm đó sẽ được biểu diễn dưới cái dạng là nó phân hủy được, nó tách ra được thành hai dạng, thành hai phần, một phần là Green và một phần là Martin. Rồi thì mình sẽ dùng những cái kết quả này để mình nghiên cứu cái bài toán phi tuyến. Thì cái bài toán phi tuyến, cái bài toán này nó liên quan tới cái phương trình phi tuyến như vậy. Và ứng với cái phương trình này thì mình quan tâm tới cái bài toán giá trị biên của cái phương trình đó. Thì ở đây thì mình nêu ra một số cái định nghĩa. Đầu tiên là định nghĩa nghiệm của cái phương trình. Thì nghiệm của phương trình thì định nghĩa nó khá là đơn giản. Định nghĩa nó chỉ là nghiệm theo nghĩa phân phối thôi. Có nghĩa là mình nhân cái hàm test vào, rồi cái hàm test thuộc CC vô cùng, thì nó thỏa mãn cái đó. Nếu nào nó thỏa mãn cái đẳng thức thì nó là nghiệm của phương trình này. Tiếp theo là nghiệm của cái nghiệm moderate. Nghiệm moderate của cái phương trình thì mình nói nó là nghiệm moderate nếu như mà nó bị chặn bởi một cái hàm harmonic function. Có nghĩa là những cái nghiệm moderate là những cái nghiệm mà nó không có bị hay quá crazy, nó không có bị hay quá không có kiểm soát được. Nó phải được kiểm soát một cách nào đó bởi một cái hàm điều hòa. Và cuối cùng là mình định nghĩa cái nghiệm yếu của cái bài toán này. Thì nghiệm yếu của cái bài toán này đơn giản chỉ là nghiệm của cái phương trình này, và nó có cái boundary trace trên biên như vậy thôi. Rồi, thì đầu tiên á, là mình sẽ nghiên cứu cái tính chất nghiệm của cái phương trình. Thì mình chỉ ra được đây là cái kết quả mà mình với lại giáo sư Marcus làm. Thì mục tiêu là chỉ ra được cái mối liên hệ giữa cái khái niệm. Thì ở đây mình thấy được là thật ra các khái niệm này là nó tương đương với nhau. Ví dụ như cái khái niệm về moderate, mình nhắc lại, nghiệm moderate là cái nghiệm mà nó bị chặn, nó được control bởi cái hàm điều hòa nào đó. Và nếu như nó là nghiệm moderate thì nó sẽ có một cái vết trên biên được chuẩn hóa. Và hơn nữa, cái FU này nè, nó sẽ thuộc vào một cái không gian này, có nghĩa là nó có thông tin, nó không quá xấu. Cái FU thì nó không quá xấu, nó thuộc F là 1. Còn hơn nữa là mình sẽ có được là cái U này á, nó sẽ được viết dưới cái dạng là U cộng với lại cái G mà tác động trên cái FU này, nó sẽ bằng cái M. Rồi thì alo, như mấy anh Tài bị đơ hả? Alo alo anh nghe không? Mọi người vẫn nghe được anh Tài nói.
Anh Tài mở màn hình bự được không? Để em tắt. Ok anh share lại. Ok, rồi. Rồi chưa không? Thấy không? Được được rồi. Ok. Rồi thì từ đó mình sẽ có được một số tính chất của cái bài toán. Ví dụ như là bài toán thì nó có nghiệm duy nhất và nó có tính đơn điệu. Ví dụ như nếu mà em có được cái thông tin trên biên mà V như 1 bé như 2 thì mình sẽ có được U1 bé bằng U2, và mình cũng sẽ có được một số cái ước lượng. Thì ở đây thì do không có thời gian nên mình sẽ bỏ qua cái phần chứng minh, ý chứng minh. Và tiếp theo á, là mình sẽ có được cái kết quả về cái sự tồn tại nghiệm. Thì nếu như mà F á, mình biết được thông tin mà F mà nó F của N này á, nó thuộc L1, thì mình sẽ biết được á, là cái bài toán nó có nghiệm. Ở đây new nó thuộc cái không gian này, có nghĩa là cái bài toán new này là nó là một cái độ đo tốt, và tức là bài toán nó có nghiệm. Thì ý chứng minh thì cũng khá là đơn giản, mình chỉ cần dùng cái phương pháp sắp xỉ nghiệm thôi. Rồi, tiếp nữa là mình muốn nói về cái sự khác nhau giữa cái việc cái tác động của cái hàm F này. Thì cái hàm F, cái tập F này á, nó sẽ tạo ra hai cái critical value. Cái đầu tiên á, là Q sao, thì cái Q sao này là cái critical value bình thường. Còn cái thứ hai á, là cái critical value mà nó phụ thuộc vào F. Thì ở trong cái giá trị của cái critical value này á, nó có liên quan tới alpha. Thì để cho mình thấy được cái sự khác nhau đó, thì bây giờ mình định nghĩa là mình lấy một cái điểm Y trên biên và mình nói Y nó là subcritical. Nếu như mà cái bài toán này với cái dữ liệu trên biên nó là K lần delta Y, nó có nghiệm với mọi K, K đây là tham số ha. Và mình đặt là SCF là tập tất cả những các điểm subcritical. Thì bây giờ mình sẽ có được cái mình sẽ thấy được là cái sự khác nhau như thế nào. Bây giờ mình giả sử như F nó thỏa mãn cái điều kiện này với cái P nào đó và với mọi K. Bây giờ nếu như mà cái P mà nó bằng cái QF á, thì mình sẽ biết được là cái tập F này á, mọi cái điểm trên tập F này á là cái tập đều là cái điểm subcritical. Có nghĩa là cái tập F này nó sẽ thuộc cái tập này ở trên biên. Và hơn nữa là với mọi cái độ đo mà nó có cái sub, nó chỉ có cái mass ở trên F, thì cái phương trình nó có nghiệm. Tương tự như vậy, nếu mà P mà bằng B